À, tôi không thích những cái câu chuyện mà những cái câu chuyện đó nó có cái kết thúc không có hậu. Lẽ ra cái endings này phải có S nữa thì nó mới đúng, nó mới chính xác hơn ha. Ok, vậy thì đây này chính là stories. Vậy thì mình sẽ thay cái chữ they này bằng bằng which và đi liền sau cái chữ stories. À, những cái đại từ quan hệ như là which nó phải đứng ngay sau cái danh từ mà nó phổ nghĩa. À, cái này là cô nói rồi trong cái phần lý thuyết đúng không? Viết câu lần trước cô cũng nói rồi đúng không? Bây giờ tôi nói lại ha. À, vậy chỗ này sẽ là gì? I don't like stories. Which, bây giờ mới là which ha. Which have unhappy endings. Theo cô là con phải viết có số nhiều nha. Endings, những cái kết thúc không có hậu. À, ngày xưa cô có một cái đứa bạn ở trong ở cùng ký túc xá với cô khi mà cô đi học đại học đó, là trong thời gian rảnh là nó thường hay xem phim, nhưng mà muốn xem phim á thì phải xem cái tập phim nào mà nó dài á, tức là nó có từng tập 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 tập, tức là phim bộ luôn. Nhưng mà nó phải coi cái tập cuối trước, nếu như cái tập cuối mà kết thúc có hậu nó mới bắt đầu xem từ đầu. Đó là một cái kiểu xem phim mà của bạn cô. Nó rảnh là nó xem phim, cô thì không có rảnh làm chuyện đó. Xem phim phải có cái kết thúc có hậu thì mới thích xem, còn nếu kết thúc mà không có hậu hay kết thúc mà nó vô duyên, nó không đi đến đâu hết thì nó không xem. Ok. Dạ. À, ta quay lại bài nha. À, vui vui chút xíu tụi con thoải mái một chút ha. À, tuy nhiên tập trung. À, khi ta nói đến cái bài thì ta tập trung nha. Đó. À, câu số 2, the road was very narrow. À, con đường thì rất là hẹp. Narrow ở đây là hẹp. It joined the two valley. Trong cái câu của tụi con hình như tôi ghi là valley, villages thì mới đúng chứ ha. Thì chỗ này phải là villages. Nó nối hai cái ngôi làng lại với nhau đúng không? Cô thấy là con ghi valley rồi cô nghĩ là valley là đúng, cô cũng sửa là valley luôn. Ok. Nhưng mà trong câu là village nha, villages là ngôi làng. Cái con đường đó nó nối hai ngôi làng và cái it này chính là the road. Và nếu như vậy thì ta sẽ thấy rằng ta sẽ thay cái it này bằng chữ which đúng không? Bằng chữ which, mà chữ which này nó sẽ đứng sau cái chữ the road. Này lưu ý chỗ này giùm cô ha. The road này đó chính là it. Ta thay it này bằng chữ which đúng không? Và which này phải đưa lên đứng cạnh the road. Cho nên cái câu này nó sẽ là gì? Ok. The road which John, which này nó thay bằng it đây cho nên nó viết luôn cái vế sau này nè. À, cái con đường mà nó nối hai ngôi làng thì sao? Nó hẹp, rất hẹp. The road which John, the two, có chữ the nữa nha, các bạn thiếu chữ the là không đúng ha. The two villages, tại vì nó có chữ the có nghĩa là hai cái ngôi làng đó nó sát xác định nha. Okay. The road which joined the two villages was very narrow. À, chấm câu nha. Cuối câu nhớ dấu chấm, và nếu đó là câu hỏi nhớ chấm hỏi. Dấu câu cần phải có. Dấu chấm này có nghĩa là gì? Dấu chấm này có nghĩa là ta đã kết thúc câu, câu đó đã hoàn chỉnh rồi. Cho nên con đừng có xem thường dấu chấm, các bạn viết câu thường hay không chấm. Và con nghĩ đó không phải là thiếu đâu, đó là sai đó. Bởi vì mình chấm câu để mình nói rằng cái câu đó nó kết thúc rồi. Còn nếu mà ta chưa chấm nghĩa là cái câu đó nó chưa hoàn chỉnh, nó chưa là một câu. Nha. Hiểu ý nghĩa của cái dấu chấm hoặc là cái dấu chấm hỏi. À, khi ta viết câu, ta viết dấu chấm hỏi nghĩa là câu đó là câu hỏi, chứ không phải là câu bình thường, câu nói ha. À, cho nên cô lúc nào cũng nhắc là con nhớ chấm câu. Hồi xưa cô đi dạy ở đại học cũng vậy. Các bạn đã viết câu cũng chẳng có chấm bao giờ. Thế là cô toàn là cô đang đi chấm.
À, sau đó thì có lần là cô cũng trừ điểm luôn mấy cái vụ này cho nên bắt đầu nhớ. Trừ luôn cho nhớ ha, chứ còn không trừ là không nhớ đâu. Rồi. We visited Barcelona. It's a city in northern Spain. Chúng tôi đến thăm Barcelona. Đây là một thành phố rất là nổi tiếng ở Tây Ban Nha ha. Và nó là thành phố ở phía bắc Tây Ban Nha. Vậy cái X này chính là Barcelona. Vậy thì mình thấy chữ which đứng đây đúng không? Nó đứng liền sau Barcelona luôn ha. Con có thể đọc là Barcelona hoặc Barcelona cũng được, bởi vì tiếng Tây Ban Nha người ta đọc chữ N này là chữ nhờ nha. Barcelona cũng được, Barcelona cũng được. Mình nói theo tiếng Anh thì nó là Barcelona, còn nếu nó nói theo tiếng Tây Ban Nha thì sẽ là Barcelona. Cái nào cũng đúng ha. Giống như cái chữ El Nino á, cái hiện tượng El Nino của thời tiết á, thì nó là xuất phát từ cái chữ Tây Ban Nha, cho nên con có thể đọc là El Nino hoặc là El Niño cũng được. Cái đó cũng đều đúng, người ta vẫn cho đó là đúng. Và đây tôi biết cái câu này là gì. We visited Barcelona, which is a city in northern Spain. Ok, chấm câu. Hết câu rồi ha. Đó, thấy không? Bạn nào mà có tài liệu hay ghi hay vở gì ghi chép hay con ghi vào luôn ha, đừng có lầm biếng nha, cố gắng là vừa nghe vừa ghi, tiết kiệm thời gian và tập trung dùng câu vậy đó. Bây giờ ta sẽ phân tích tiếp câu số 4 ha. Most of the goods are exported. Exported có nghĩa là xuất khẩu. Hầu hết những cái sản phẩm thì được xuất khẩu. They were made in this factory. They này chính là cái gì? They này chính là most of the goods. Đúng không? Đó. Chúng được làm ra hay là chúng được sản xuất ở trong cái nhà máy này? Chúng là cái gì? Hầu hết những cái sản phẩm. Vậy thì sẽ là hầu hết những cái sản phẩm mà được làm hay được sản xuất ở cái công ty này thì được xuất khẩu, đúng không? Xuất khẩu ha. Vậy thì cái câu này ta viết lại là gì? Đây này ta sẽ thay bằng which, và which thì phải đứng liền sau cái danh từ nó bổ nghĩa phải đưa lên đây ha. Cho nên chỗ này là most of the goods. Okay. Which were made. Đây là bị động đó. Động từ to be đi với động từ cột 3 và nó là bị động, được sản xuất ở trong cái nhà máy này. In this factory. Okay. Thì mình nói là gì? Are exported. Exported chứ không phải là reported hay đăng tải ha. Vì reported có nghĩa là báo cáo lại, được báo cáo lại, được ghi nhận lại như thế nào đó. Còn exported đó là xuất khẩu. X mà X là cái gì đó nó hướng ra ngoài, nghĩa là xuất khẩu. Con có cái chữ gì? Con có chữ export là xuất khẩu đúng không? Rồi con có chữ import, nó là gì? Là nhập khẩu. Vì X là cái gì đó nó hướng ra ngoài, còn in là cái gì đó nó hướng vào bên trong. In hoặc là im ha. Con có hai cái tiền tố in hoặc là im, đó là cái gì đó nó hướng vào bên trong. Cho nên mình có là gì? Mình có Exim Bank, ngân hàng xuất nhập khẩu. Đó, người ta viết tắt của hai chữ, người ta lấy chữ X và người ta lấy chữ in nối lại với nhau, kết hợp với chữ bank nữa là ngân hàng xuất nhập khẩu. Exim Bank. Đúng không? Đó. Đó, có những cái phải để ý ha. Export này là xuất khẩu và import này là nhập khẩu. Nó hướng vào bên trong. Ok. Rồi, con sẽ thấy chữ in ở trong cái chữ gì. Ví dụ như con nói là include. Include. Okay.
include là bao gồm đúng không? Tức là nó hướng vào bên trong, bao gồm luôn, nó gom lại luôn. Còn nói cái chữ khác đó, exclude là nó loại ra, tức là nó hướng ra bên ngoài, nó loại ra ha. Exclude nó là động từ, nó là loại ra, bỏ ra ngoài. Còn include là nó bao gồm, nó hướng vào bên trong, bao gồm luôn. Exclude, include. À, cho nên cô nói là cái tiền tố im hoặc là in thì nó hướng vào bên trong, còn tiền tố x là nó hướng ra bên ngoài. Đó, có những cái chữ như thế mình để ý nha. Rồi sao con nói cái này ở ngoài ta, nó không có liên quan đến bài lắm, tuy nhiên nó sẽ giúp cho mình nhớ được từ vựng một cách chính xác hơn ha. Rồi mình xem câu số 5. Is the, đây là câu hỏi, và con có nhớ là trong mệnh đề quan hệ, nếu là câu hỏi, nếu có câu hỏi thì cái câu hỏi đó là mệnh đề chính, đúng không? Vậy thì cả câu nó là câu hỏi, chứ nó không thể là câu hỏi mình đưa vô bên giữa mình làm một cái mệnh đề quan hệ được, không được ha. Cho nên cái câu hỏi đó nó sẽ là cái thành phần rộng hơn, nó đứng ở ngoài, nó là mệnh đề chính. Is the river very large? The river. It flows through the town, that town. Đó, nó ở đây chính là cái gì? Đó là con sông á. Nó ở đây chính là con sông. Và con sông đó thì đương nhiên ta thay bằng gì? Which. À, cái này sao nó kỳ vậy? Ok. Rồi, it ở đây chính là the river, cho nên chỗ này ta phải thay bằng which này. Chỗ này sẽ là gì? Is the river which flows through that town very large? Và đánh dấu chấm hỏi cuối cùng, đúng không? Tại vì nó là câu hỏi mà, cả câu nó là câu hỏi. Is the river, mình viết lại ha. Mình viết cái danh từ mà nó cần bổ nghĩa trước, sau đó mình sẽ thay thế nó tiếp tục bằng which, nó được cần bổ nghĩa đây. Which thì which này chính là it này nè. Cho nên con đem hết cái gì liên quan đến nó phía sau lên đây. Flows là nó chảy qua cái thị trấn đó. Through that town. Rồi bây giờ mình hết cái vế sau rồi, tức là cái vế mệnh đề quan hệ, which flows through that town, đó là cái mệnh đề quan hệ, ta đi hết rồi. Vậy thì is the river very large? Đó, dấu chấm hỏi đây. Hết câu. Nhớ nha, trong mệnh đề quan hệ mà có là câu hỏi thì cái câu hỏi đó là cái câu rộng nhất và nó là mệnh đề chính. Ok. Ok, sorry, cô có chút xíu việc nha. Đó, tụi con phải để ý những cái chữ giống nhau và ta thay thế, thì ta đổi nó thành which, hoặc là ở trên đây người ta đổi thành mà who gì đó, đúng không? Đó, phải tùy vào cái danh từ mà ta cần bổ nghĩa, nó là chỉ người hay chỉ vật, hay là chỉ sự sở hữu, hay là chủ ngữ, tân ngữ gì đó, thì con phải nhìn thấy được vấn đề. Và rồi ta đem hết tất cả những gì cần phải bổ nghĩa đi theo sau cái danh từ mà ta cần bổ nghĩa đó, và ta viết lại những cái phần còn lại thôi ha. Thì con nhìn nè, is the river very large, nó được kéo ra hai đầu và cái phần ở giữa đó là gì? Nghiêng cái câu phía sau chỉ thay cái này bằng chữ which mà thôi, thay it bằng which mà thôi nhé. Cho nên sẽ là gì? Which flows through that town very large là cái phần còn lại ở trên này, ta đem xuống đây, và cái câu hỏi luôn luôn là cái phần rộng nhất, nhớ nha. Ok, con xem câu số 6. Câu số 6 thì nó khá dễ, câu này khá dễ. This is the package, đây là cái gói hàng. It came in the mail, nó đến trên đường bưu điện ha. In the mail, bằng đường bưu điện á, thì it này chính là package, the package, đúng không?
Mà package này là sự vật, sự việc, hiện tượng và nó không phải là người, cho nên mình dùng là which thôi. Ở đây thì người ta gom lại thành cái kiểu đó là which chung rồi. Nhưng mà nếu phân loại ra thì mình phải nhìn thấy vấn đề ha. Ở đây ta sẽ viết lại là gì? This is the package. Package. Which, okay, came in the mail. Okay, được chưa? Dễ không? Quá dễ luôn, có gì ha, dễ như ăn cháo luôn á. Đơn giản. Those are the flowers. Đây là, đó là hai chữ those are nữa là đó là những bông hoa. They were cut from Mary's garden. Chúng được cắt từ vườn của Mary. Ha. Okay. Đó là những bông hoa mà được cắt từ vườn của Mary. Đây cũng dễ luôn bởi vì the flowers này chính là they này nè. Và ta thay cái chữ they này bằng chữ chữ which đứng liền sau cái danh từ mà nó cần bổ nghĩa, đó là the flowers. Ok, dễ không? Those are the flowers. Flowers. Okay. Which were cut from Mary's garden. Okay. Hết chưa? Hết rồi. Chấm câu. Nhớ chấm câu nha. Chấm câu hay là chấm phẩy hay là dấu phẩy hay là dấu hỏi gì đều cũng phải làm cho nó đúng. Dấu câu quan trọng. Ok. Rồi, câu số 8. Hy vọng cô không đi quá nhanh nha. Các bạn có đang nghe em vậy? Đừng để cô đọc thoại nội tâm nha. Đừng để cô đọc thoại nha. Cô đang nghe đây cô à. Very good. Ok, cô hy vọng là ít nhất cũng còn có con kế bên cô. Câu số 8 tôi đọc ha. The letter was written in a hurry. Cái lá thư đó được viết trong một cái sự vội vàng. Viết vội, được viết vội. It was difficult to read. Rất khó đọc. Tức là viết nhanh quá, có thể là viết ẩu á. Thể là như vậy. Thì cái vấn đề là cái nào là chính, cái nào là phụ. Hãy có nhìn thấy ha. It ở đây chính là the letter. Đồng ý không? Chính là the letter ở đây. Đó. Và cái ý chính mà ở đây muốn nói đó là cái lá thư đó nó khó đọc. Đúng không? Cái lá thư đó nó khó đọc. Đó là cái điều muốn nói. Còn cái lá thư nào? Cái lá thư đó, cái lá thư mà được viết vội ấy, thì nó khó đọc. Ok, nhìn thấy vấn đề ha. Cho nên chỗ này con sẽ viết là gì? The letter which was written in a hurry was difficult to read. Cái lá thư mà được viết bộ vội thì rất là khó đọc. Tại vì cái thông tin chính là cái thông tin cái lá thư nó khó đọc. Đọc không có ra, đọc không có hiểu. Có những chữ không thấy được, không hiểu được nghĩa là gì. Đó là cái thông tin chính mà người nói muốn truyền tải đến cho người nghe. Còn cái thông tin phụ hơn đó là cái thông tin nói cái lá thư. Đó, lá thư được phúc viết vội. Con vẫn có thể viết là the letter which was difficult to read was written in a hurry vẫn được. Lúc này cái ý của người nói là gì? Theo cô thì vẫn có thể con viết như thế này vẫn được, không sao cả. Đây, cô đổi này lên trên cho con dễ nhìn nha. Đổi cái này xuống dưới ha. Nghĩa là ta có hai cách viết.
Con nghĩ cách nào cũng được ha. Vì con nói là nếu con nói the letter which was difficult to read was written in a hurry vẫn ok. Là vì sao? Lúc này ý của người nói là gì? Cái lá thư nào? Cái lá thư mà khó đọc á thì được viết vội. Vậy thì cái ý là lá thư đó viết vội đó là cái ý đó là ý chính. Còn ý phụ á là nó khó đọc. Còn nếu như ta viết như ở câu trên á, the letter which was written in a hurry was difficult to read, thì cái difficult to read đó là ý chính. Còn cái which was written in a hurry nó là ý phụ. Và nó là cái thành phần bổ nghĩa cho cái the letter. Ở đây nó không có yếu tố gì ràng buộc giữa hai cái này để cho là cái này là chính khi là phụ. Cô nghĩ vẫn có trường hợp thứ hai, đó là trường hợp như thế này. Cả hai câu đều có thể chấp nhận được nha. Ok. Cho nên hình như cô thấy một số bạn viết như là cái kiểu câu thứ hai á. Tại vì sao? Tại vì con cũng quen là đưa cái này lên phía trên rồi thì kéo cái này lên hết luôn, rồi cái này còn lại thì viết lại thôi. Kiểu đó cũng được. Vì ở đây ta hiểu theo hai nghĩa, nó tùy vào cái ngầm ý của người viết, người nói. Ok. Cho nên con có thể có hai trường hợp như thế này. Acceptable, vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được ha. Ok. Rồi câu số 2, câu số 9. The play was very excellent. Cái vở kịch đó thì nó rất là tuyệt vời. Quá xuất sắc. Xuất sắc luôn ha. It was written by Shakespeare. Nó chính là gì? Nó chính là the play ở đây. Nó được viết bởi Shakespeare. Shakespeare là đại văn hào của nước Anh. Giống như Nguyễn Du của Việt Nam vậy. Shakespeare là cực kỳ nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Ông sống ở cái thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất ha. Và những cái vở kịch ông viết ra đều rất là tuyệt vời. Romeo Juliet là một trong những vở kịch đó. Ok. Vậy thì cái câu này ta sẽ viết lại như thế nào? Ok. Con sẽ thấy là it này được thay bằng which, đúng không? Và which này sẽ đưa lên đứng kế bên chữ the play. Ok. Vậy thì sẽ là gì? The play which was written by Shakespeare was very excellent. Đó. Này con đợi xuống đây nha. The play which was written by Shakespeare. Cô để viết tắt gì luôn đi ha. Was very excellent. Ok, chấm cộng. Đó. Thì dễ ha, không có gì khó ha. Câu số 10. The books were very expensive. Những cái cuốn sách đó thì rất là đắt đỏ. They were borrowed from the teachers. Chúng được mượn từ các thầy giáo, các cô giáo ha, thầy cô giáo. Vậy thì chỗ này the books đó chính là they ở đây, đúng không? Vậy thì ta thấy they này ta thay bằng gì? Đối với the books là sự vật, sự việc, hiện tượng, nó là sự vật thôi. Cho nên nó sẽ là which. Và ta viết lại cái đoạn này và ta đưa lên sau cái chữ the books ở đây. Và were very expensive thì ta đưa phía sau. Ok. Cho nên the books which were borrowed đi ha, bởi vì nó là động từ cột 3, chúng được mượn, những cái cuốn sách đó được mượn chứ nó không có tự động đi mượn, đúng không? Những cái cuốn sách mình được mượn từ thầy cô giáo ha. From teachers were very expensive. Chấm câu hết. Được chưa? Ok. Rồi con thấy hy vọng rằng là cái phần bài này nó cũng sẽ củng cố lại cái kiến thức của mệnh đề quan hệ mà ta đã học. Ok. Rồi. Any questions? Con có câu hỏi gì không? Cô sửa bài thì cô thấy là một số bạn làm vẫn còn bị sai ha. Nên cố gắng là ta để ý và ta chỉnh sửa lại cho đúng. Bạn nào sai thì chỉnh sửa lại, viết lại vào trong cái tài liệu của mình, viết lại vào trong vở của mình.
Còn bạn nào mà không làm á thì tụi con sẽ thiệt thòi, tại vì cô không biết con sai chỗ nào và cô không sửa cho con được. À. Ok, được chưa? Hay cô sửa bài cũng khá là nhanh mà cô thấy cô ngồi cô chờ hoài mà cũng có một số bạn không làm á. Nhưng Nguyên Khang nè, không có làm gì hết trơn nè. Thảo Mai cô không gửi nè. Khánh Trần nè. À, Hồng Trâm, Hân, Quốc Anh, Phùng nè. Thoại Minh nè. À. Đó, thấy chưa? Một số bạn không làm bài. Đấy. Rồi. Thế đi tiếp nè, cái phần sử dụng that là câu phần C ha. Ok. Sử dụng that. Bây giờ con sẽ viết ở đây có bao nhiêu câu? Ta có 10 câu, cũng sẽ là 10 câu nữa. Và ta luyện tập viết những cái câu này, những bạn chưa làm hãy làm bài thật là nhanh. Hãy viết câu thật là nhanh. Và gửi ngay cho cô nha. Ok. Được không? Ừ. Rồi ta có khoảng chừng 5 phút để làm các câu này ha. Cô sẽ xem và sửa cho từng bạn luôn nha. Ok. Rồi bây giờ chắc không kịp sửa bài cho từng bạn thì cô sẽ sửa bài chung nha. Ok. Rất là hoan nghênh những bạn mà mới gửi bài. Nguyên Khang, Phương Như, Gia Huy, Hồng Trâm. Và những bạn mà thường xuyên gửi bài thì quá tuyệt vời rồi, không cần phải nói ha. Cho dù là tụi con có sai nhưng tụi con vẫn rất là tích cực. Đó là cái điều tốt. Những bạn rất là tích cực như là Vinh nè, Như Khoa nè, Anh Thư nè, Yến Trang nè, Đăng Khải nè, Hiếu Minh nè. Những bạn thường xuyên nộp bài, thường xuyên gửi bài. Ok. Huệ cũng có, Xuân Huệ cũng có nè. Tuy nhiên vẫn chưa xong ha. Để cô xem. Gia Huy viết lần 10 câu luôn. Very good. Phương Như. Thầy Khánh giờ mới thấy nộp bài á, lâu lắm luôn rồi. Ok, bây giờ cô sẽ sửa bài luôn nha. Và ta xem cái phần bài này thì ta thay thế bằng chữ that, dùng đại từ quan hệ là that. Okay. Any man is a fool who listens to you. Người nào mà nghe bạn á thì người đó là kẻ ngốc. Bất kỳ người nào là kẻ ngốc, người ta, cái người đó đó nghe bạn, vậy thì có nghĩa là bất kỳ cái người nào mà nghe bạn á thì người đó là kẻ ngốc. Đây là một cái câu, không biết cô khen hay cô chửi đây. Thôi kệ, coi như là câu khen đi. Thì chỗ này mình sẽ viết là gì? Any man ở đây chính là he ở đằng kia, đúng không? Đằng này là any man thì đằng kia là he. Thì sẽ con sẽ thấy là mình sẽ thay thế cái he này bằng chữ that theo yêu cầu của bài. Thì đây là any man that listens to you is a fool. Dễ ha. Thì sẽ là gì? Any man that listens to you is a fool. Là một cái ngốc. Okay. Rồi câu số 2. Tất cả mọi người không thích anh ta. Tôi đã từng gặp những người này. Tất cả những người mà tôi đã từng gặp á, thì không thích anh ta. Nếu trong trường hợp chỗ này mà ta không dùng that thì câu này ta dùng cái gì? That là nó thay thế cho who, whom, which luôn. Vậy thì nó có thể là who, nó có thể là whom và nó có thể là which. Vậy nếu như cô không dùng that trong câu này thì ví dụ như yêu cầu của bài là hãy nối hai câu lại với nhau thôi, không dùng that. Mà dùng cái từ khác thì con sẽ dùng cái từ gì? Tất cả những người
Cái nghĩa nó không có đủ ha, cho nên là tất cả những mọi người đều không thích anh ta. Tôi đã từng gặp những cái người đó, những cái người này. Vậy tất cả những cái người mà tôi đã từng gặp á thì không thích anh ta. Vậy con thấy là all the people ở đây chính là these people ở đây, đúng không? Vậy là these people đứng ở trong câu này nó đang là gì của câu? Nó đang là tông ngữ, đúng không? Tôi đã từng gặp những người này. Và những người đó là thân ngữ, vì nó đứng theo sau động từ gặp. Chủ động tân, đây là thân ngữ. Và nếu như mà nó là thân ngữ của cái mệnh đề quan hệ thì nó sẽ được thay bằng whom, đúng không? À, cô thì ghi thử những cái câu mà không phải thay bằng that nha. That là who, whom, which là chung hết luôn á. Cho nên nếu như không dùng that thì ta có thể dùng whom trong câu này ha. All the people whom, whom không có e cuối ha, cô đánh nhầm ha, whom hoặc là that theo yêu cầu của bài đó là that, nhưng mà cô muốn làm rõ cho con hiểu cái chỗ này là nếu như không dùng that thì ta dùng whom, được chưa? Whom hoặc là that đó, nhưng mà trong câu này có nghĩa là whom đó ha. Cô ghi sao ta? Ghi whom. All the people I have met. Bởi vì cái people đó nó là tân ngữ của động từ met, have met, cho nên nó phải là whom, đúng không? Have, cái phần phía sau của câu đầu tiên mình viết lại, have disliked, have disliked him. All the people that I have met, have ever met, have ever met, nó có chữ ever trong cái đề người ta cho, mình ghi vào thêm thôi. Tôi đã từng gặp, tất cả những người mà tôi đã từng gặp thì đều là không thích anh ta, ví dụ như thế. Ok, vậy thì con phải rõ chỗ này là thay vì dùng that thì cô có thể dùng dùng whom. Ok, nhị phú. Hello. Con giơ tay hả? Con giơ tay con định nói gì? Ok, rồi không nói thì thôi ha, mình đi tiếp đây. Nếu con phải hiểu chỗ này nha, nếu không hiểu con hỏi lại giùm cô nha. Thì these people này là tân ngữ của câu, cho nên chỗ này mình thay bằng whom. Whom là, whom này là tân ngữ của mệnh đề quan hệ nha, không phải tân ngữ của mệnh đề chính nha. Tân ngữ của mệnh đề quan hệ. Ok. Ok, Đăng Khải. Rồi con ra sớm. Cô gửi bài trong group con nhớ xem ha. Ok, goodbye con. Rồi câu số 3. Tự xem any paper will give the same story. Paper ở đây chính là bài báo, những cái tờ báo ha. Có khi tờ báo nào cũng sẽ đăng cùng cái câu chuyện đó. You read the paper, bạn đọc tờ báo. Ok, bài con. Rồi nó ghi bài cô mà nó ghi ai ai bởi bài luôn kìa, Việt hóa luôn ha. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nha. Any paper ở đây chính là the paper ở đây, đúng không? Đó là cái trùng nhau của hai câu này. Vậy thì ta sẽ viết như thế nào? Cái the paper ở đây mình thay bằng that và mình đi theo sau cái động từ, xin lỗi, cái danh từ mà nó bổ nghĩa ha. Cho nên chỗ này nếu như không dùng that thì mình có thể dùng which, bởi vì này chỉ về vật, đúng không? Sự vật, sự việc, hiện tượng. Chỗ này sẽ là gì? Any paper that you read, đây là quá khứ đó, read đó hả? Hiện tại thôi, hiện tại thôi, hiện tại chứ không phải quá khứ. Bất kỳ cái tờ báo nào mà bạn đọc á, cũng sẽ đăng we give the same story, những cái câu chuyện giống nhau. Nghĩa là sao? Tờ báo nào nó cũng đăng những cái câu chuyện đó hết. Giống như cái câu chuyện gần đây là
Nga và Ukraine đúng không? Tờ báo nào cũng sẽ đăng như thế. Và trên điện thoại của cô báo nó gửi bài về. Cái lúc nào gửi bài về cũng Nga Ukraine, Nga Ukraine. Cô đọc riết cũng mệt mỏi luôn, đọc headline thôi ha. Ok. Tại cho nên cái câu này rất là gì? Any paper that you read will give the same story. Okay. Câu số 4, all the books were sent to the little girl. All the books were sent to the little girl. They had pictures in them. Câu này rất là dễ sai là bởi vì all the books là phía trên người ta nói là tất cả những cái cuốn sách mà được gửi đến cho cái cô bé nhỏ đó, cô gái nhỏ đó, thì chúng đều có hình ở trong đó. À, có hình ở trong đó thì chỗ này khi mà nói lại thì con không cần in them nữa. À, không cần phải nói in them nữa. Mà sẽ là nói là gì? All the books that, mình dùng that đúng không? Đúng rồi, that had pictures, không còn in them nữa, were sent, bởi vì nó sẽ dư to the little girl. Hết chưa? Hết rồi. All the books that had pictures were sent to the little girl. Okay. Cô cố gắng sửa nhanh mà tìm vì mình cũng không có nhiều thời gian nha. This is the first thing I want to tell you about it. Okay. Đây là cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói với bạn về điều đó. The first thing, cái the first thing, điều đầu tiên là chính là nó ở đây, hay là nói là nó chính là cái điều đầu tiên này ở đây. Cho nên sẽ là gì? This is the first thing that, đúng không? That I want to tell you. To tell you. Có cần about it không? Không cần about it nữa ha. Tại vì con đã dùng bằng that rồi. Và nếu như mà con không dùng that thì con có thể viết dùng gì? Dùng which. À, thì lúc mà dùng which thì con sẽ là gì? This is the first thing. Yeah, about, lưu ý chỗ này, about which I want to tell you. Okay. Vì sao? Vì trong mệnh đề mà nó được thay thế, đại từ quan hệ được thay thế bằng that, thì that này nó không đi kèm với giới từ. Nhưng mà nếu được thay thế bằng which thì nó phải có giới từ đi kèm. This is the first thing about which I want to tell you. Đó. Nếu như ta thay bằng chữ which thì ta phải có cái chữ about. Tell you about. About nè. Còn nếu mình thay bằng chữ that thì ta bỏ luôn cái chữ about luôn. Nha. Lưu ý nha. Rồi chỗ này cô viết khoa lên nè ha. Phải nhìn cho rõ nha. He is the first student. He came on time. Cô chuyển qua câu số 6. Anh ta là người đầu tiên, học sinh đầu tiên hay sinh viên đầu tiên đến đúng giờ. Anh ta ở đây. Ok. Chỗ này câu này viết lại là sao? Ok. Câu số 6, he's the first student. He's the first student. The first student. À, the first student này con có thể thay thế bằng cái chữ này. The first student. First student came on time. Okay. Chỗ này sẽ ghi là gì? He is the first student that came on time. Đến đúng giờ. Anh ta là người đầu tiên đến đúng giờ. Là sinh viên đầu tiên đến đúng giờ. Okay. Rồi, câu số 7. I bought the stereo. Cái máy nghe giống như cái đài vậy ha. It had been advertised at a reduced price. Hình như là anh Thư viết thiếu chữ ở này. Có nhớ vậy không biết đúng không? Ok. Vậy câu viết này, câu này con sẽ viết lại gì? Tôi mua một cái máy mà cái máy đó nó được quảng cáo ở một cái
giá là giảm giá đúng không? Cái the stereo này đó chính là it ở đây. Cho nên cái câu này viết lại nó khá dễ ha. I bought the stereo. Which, không phải which mà là that. Ta kêu dùng that mà. Had been advertised at a reduced price. Đó. Ở một cái giá là giảm giá ha. Được giảm giá. Rồi, câu số 8. My car is very large. Xe của tôi rất là lớn. It uses too much gasoline. À, đây con nghĩ là con có hai cái kiểu viết ha. Câu này nè. Tùy vào cái ý của người nói. Thì con có thể viết là gì? My car is... À phải, sorry. My car này chính là it ở phía sau đúng không? That uses too much gasoline. Đây là xăng á. Is very large. Hoặc con có thể viết là my car that is very large uses too much gasoline. Ok, cả hai câu đều được luôn ha. À, tùy vào cái ý của người nói là đang nhấn mạnh là xe tôi là xe lớn đang khoe hay là nhấn mạnh là xe tôi dùng nhiều xăng quá, tốn xăng quá. Đó, nhấn mạnh cái ý nào thì cái ý đó là ý chính và nó sẽ ra đầu, ở hai đầu của cái câu. Câu số 9, the men are angry. Những người đó thì sao? Nổi giận. The men are in this room. Câu này khá dễ ha. The man này con nhìn thấy ha. The men that thay bằng that ha. That are in this room are angry. Okay. Được chưa? Không có quá khó. Câu số 10, the only woman is his wife. He likes her most. Hai cái câu này đều cái nghĩa nó hơi kỳ nhưng mà ghép lại thì nó mới ổn ha. Okay. The only woman that he likes most is his wife. Okay. Đó. Rồi. The only woman này chính là her ở phía sau. Ok. Đó, nếu con nhìn thấy thì sẽ rất là dễ nha. Hôm nay mình sửa xong cái phần that, mà hôm sau thì cố gắng con làm cái phần này ha. Who, which. Viết câu nữa nè. Who, which nha. Còn câu nhiều vậy. Và phía sau này còn có những cái mệnh đề chỉ sự nhượng bộ nè. Đó, luyện tập những cái mệnh đề này nữa. Đúng rồi. Đó, hết rồi. Nó chỉ còn 3 phần nữa thôi. Ok, cố gắng. Anh sẽ xong luôn hôm sau ha. Hôm sau cô trò mình cố gắng xong hết tài liệu này. Mình xong hôm sau nữa ta sẽ có bài kiểm tra. Được chưa? Ok. Rồi. Con có câu hỏi gì không?